em xin được trình bày bài báo cáo về điều trị mất ngủ bằng y học cổ truyền. Bài trình bày của em có 3 vấn đề về đại cương với mất ngủ, các cái phương pháp điều trị mất ngủ bằng y học cổ truyền và ứng dụng điều trị lâm sàng. Hoạt động ngủ là một hoạt động sinh lý hàng ngày của con người để đảm bảo cho cái sự sống của cơ thể và phục hồi sức khỏe sau một ngày làm việc. Mất ngủ là trạng thái không thoải mái về số lượng và hoặc chất lượng giấc ngủ. Rối loạn này tồn tại trong khoảng thời gian dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc của người bệnh. Nguyên nhân gây mất ngủ: chủ yếu các bệnh lý tâm thần kinh, bệnh lý cơ thể như bệnh lý xương khớp, những người có tiểu đêm, những trường hợp có bệnh lý hen phế quản, thuốc và các chất kích thích. Một số nguyên nhân khác, ví dụ như tuổi càng cao, người ta nhận thấy là người ta mất ngủ càng nhiều hơn, nữ giới mãn kinh và nhiều lý do khác nữa. Chẩn đoán mất ngủ theo tiêu chuẩn ICD-10. Mất ngủ theo y học cổ truyền được mô tả trong cái phạm vi của chứng thất miên. Hải Thượng Lãn Ông có đề kỵ đến đề cập đến 3 cái tạng, đấy là tạng tâm, can và tỳ. Tâm thì tàng thần, can thì tàng hồn, tỳ thì tàng ý. Và cái phép chữa và sử phương sẽ tập trung vào 3 kinh này là chính. Trong các phương pháp điều trị mất ngủ bằng y học cổ truyền thì phải nói rằng có rất là nhiều phương pháp. Đấy, tuy nhiên thì hiện nay những cái phương pháp phổ biến là có không dùng thuốc như điện châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ hoặc là điện nhĩ châm, thủy châm. Và cái thứ hai nữa là dùng bằng thuốc y học cổ truyền. Cái công thức huyệt mà sử dụng cho bệnh nhân khi mà châm cứu nó là các huyệt bách hội, ấn đường, thái dương, nội quan, thần môn, tam âm giao. Phương pháp điện châm có cái chỉ định cho trường hợp bệnh nhân chẩn đoán mất ngủ với mã chẩn đoán là F51.0. Chống chỉ định trong các cái trường hợp và đã được mô tả trong cái phương pháp điện châm đã đề cập ở bài báo cáo lúc nãy. Đó là các bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu, bệnh nhân có tổn thương da vùng vị trí huyệt châm cứu, chưa loại trừ nguyên nhân ngoại khoa, và thận trọng trong các trường hợp bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp, rối loạn đông máu nặng, người có thai và trẻ nhỏ. Trong một cái nghiên cứu chúng ta tìm được ở trên PubMed, một cái nghiên cứu tổng hợp về cái hiệu quả của châm cứu trong điều trị mất ngủ bằng điện châm và giả châm, thì tổng số 15 nghiên cứu thì có với 1.108 bệnh nhân thì cho thấy là kết quả châm cứu có hiệu quả hơn so với giả châm trong cái việc mà cải thiện cái chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburgh. Cũng ở cái nghiên cứu này thì có 5 cái nghiên cứu theo dõi cái hiệu quả của cái phương pháp mà điện châm so với giả châm. Trong cái 5 nghiên cứu đó thì có 2 cái nghiên cứu là theo dõi sau 4 tuần, 2 nghiên cứu theo dõi sau 8 tuần và 1 nghiên cứu theo dõi sau 12 tuần. Thì tất cả đều có đánh giá cao cái hiệu quả của điện châm so với phương pháp giả châm. Đấy, em xin được giải thích cái thuật ngữ giả châm. Cái placebo acupuncture này chính là cái việc mà châm cứu mà bệnh nhân được châm nhưng không châm đúng cái vị trí huyệt ấy. Cái phương pháp thứ hai được sử dụng trong cái điều trị mất ngủ đấy là xoa bóp bấm huyệt. Thì có nhiều thủ pháp được thực hiện đối với xoa bóp bấm huyệt, đó là xoa, sát, phân, hợp, day bấm và một số thủ pháp khác. Huyệt được sử dụng là cái công huyệt cơ bản đã trình bày ở trên. Ngoài ra có các huyệt được sử dụng thêm, ví dụ như phong trì, giáp tích từ C1 đến C7, thận du, tâm du, tỳ du, can du. Phương pháp thứ 3 chúng tôi muốn đề cập đến là cái phương pháp cấy chỉ. Cái phương pháp này khá là mới và được đưa vào Việt Nam những năm 1970 và năm 1982, khi Bệnh viện Châm cứu Trung ương được thành lập thì phương pháp này cũng đã được thực hiện. Tuy nhiên vài năm trở lại đây thì cái phương pháp này mới xuất hiện nhiều và có nhiều bệnh nhân họ mới được nghe về cái phương pháp này. Thì chỉ định của nó thì chỉ định cho bệnh nhân mất ngủ và trong một số trường hợp thì bệnh nhân không có điều kiện mà đi điều trị hàng ngày bằng cái phương pháp điện châm và xoa bóp bấm huyệt. Chống chỉ định của phương pháp cấy chỉ là các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, cơ thể suy kiệt, phụ nữ có thai, da vùng huyệt bị viêm nhiễm hoặc mắc ngoài da, bệnh nhân dị ứng với chỉ tự tiêu. Và thận trọng trong trường hợp bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng cũng như những cái thận trọng chung của bệnh nhân có điện châm ạ. Một cái bài báo cáo được tăng lên tạp chí của Trung Quốc vào năm 2019 đánh giá cái hiệu quả của cái cấy chỉ điều trị mất ngủ
thì kết luận cái chỉ là và châm cứu thì có hiệu quả hơn dùng dùng cái thuốc trong việc giảm giảm bớt cái hội chứng mất ngủ ở thể bệnh. Các thể bệnh của y học cổ truyền khác nhau. Trong cái nghiên cứu này thì có 5 thể bệnh với 510 bệnh nhân được tham gia nghiên cứu. Tuy nhiên kết quả của duy trì cái chỉ vào huyệt thì nó vượt trội hơn hẳn so với châm cứu. Các cái công thức huyệt được cái nghiên cứu này đưa ra, đây là những cái màu đỏ và cái kích thước to này thể hiện cái độ mạnh và cái độ phổ biến của cái huyệt sử dụng trong 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 nghiên cứu. Thì huyệt thận du là sử dụng nhiều nhất, sau đó đến tam âm giao, nội quan, tâm du, tỳ du, can du và thần môn. Đây cũng là những cái huyệt mà chúng tôi hiện nay vẫn đang sử dụng trên thực hành lâm sàng. Nhĩ châm là hình thức kim, hào kim được đưa vào trong các cái vị trí huyệt ở tai, châm các cái huyệt não tủy giao cảm, thần môn, thần kinh thực vật, thần môn, châm bổ các cái huyệt can và thận theo cái hướng dẫn của quyết định số 792, quy trình hướng dẫn khám chữa bệnh kỹ thuật chuyên ngành châm cứu. Cái này thì em xin phép được là giới thiệu bởi vì nó chưa là chính thức tại Việt Nam nhưng nó được sử dụng trên 40 quốc gia trên thế giới. Cái Nandapoy, cái này thì người ta dựa vào cái hình ảnh của cái tai mà một cái em bé thu nhỏ và xác định các cái điểm và sau đó thì kích thích vào cái này, các cái vị trí điểm này. Thì ở Việt Nam thì cái đây đây là hình ảnh của cái hạt quảng vương bất lưu hành. Hiện nay thì ở ngoài các cái hiệu thuốc, các cái cửa hàng thiết bị vật tư y tế bán rất là nhiều. Bệnh nhân được sử dụng cái này để dán vào các điểm và có hiệu quả nhưng chưa có nghiên cứu chính thức tại Việt Nam và chưa được đưa vào hệ thống y tế. Nên là cái này chúng tôi chỉ xin phép được giới thiệu bởi vì là đây nó cũng thuộc cái phần nhĩ châm. Với kê đơn thuốc y học cổ truyền, trước khi kê đơn, bắt buộc người bệnh cần phải được khám lâm sàng, xem mạch, xem lưỡi và từ đó đưa ra thể bệnh và bài thuốc được kê dựa theo đúng thể bệnh thì để điều trị sẽ đạt hiệu quả là tốt nhất. Các cái thể bệnh của mất ngủ bao gồm tâm huyết hư thì sẽ dùng bài thiên vương bổ tâm đan, hoặc là tâm tỳ lưỡng hư thì dùng bài quy tỳ thang, hoặc là một số thể bệnh khác thì sẽ có những cái bài thuốc tương ứng. Ví dụ như đây là hình ảnh của bài thuốc bổ thiên vương bổ tâm đan có các vị với số lượng, cách dùng, công dụng và chủ trị. Đây là một hình ảnh của cái vị thuốc khá là quen thuộc đối với những bệnh nhân mất ngủ. Rotundin chiết xuất chính là củ của cây bình vôi. Cái này một số người thì sử dụng để làm cây cảnh. Nhưng trong cái dân gian thuốc nam thì các y sĩ sử dụng rất là nhiều để trong bốc thuốc cho những trường hợp mà người bệnh có mất ngủ. Kết luận, các cái phương pháp châm cứu xoa bóp bấm huyệt thuốc y học cổ truyền có hiệu quả trong điều trị mất ngủ và điều trị y học cổ truyền là một cái biện pháp lựa chọn cho người bệnh trong cái việc điều trị mất ngủ và khuyến cáo người bệnh cần được khám và tư vấn tại cơ sở y tế uy tín để đảm bảo cái hiệu quả điều trị. Bài trình bày của em là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe chú ý của quý vị đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn báo cáo viên Triệu Thị Thúy Linh. Thế thì các bác sĩ ở các đầu cầu thì các bạn có câu hỏi gì chúng ta sẽ đặt câu hỏi và chúng ta sẽ mời báo cáo viên sẽ trả lời sau. Thế thì tôi muốn hỏi là cái điều trị châm cứu mất ngủ thì một số bệnh nhân không không thể dùng thuốc ngủ được thì khi có thể dùng cái biện pháp mà châm cứu điều trị mất ngủ thì em có kinh nghiệm về gì về vấn đề đó? Tôi nói ví dụ bệnh nhân bị gan là không được dùng thuốc để chữa mất ngủ. Thế thì mình có phát huy được những cái đó trong điều trị những cái bệnh nhân mà mất ngủ, một số bệnh nhân đặc biệt không? Thưa giáo sư, phó giáo sư Ánh, tại Việt Nam thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu về điều trị mất ngủ. Còn đối với chính bản thân em, điều trị bệnh nhân mất ngủ thì cũng đã có rất là nhiều bệnh nhân, chủ yếu là những cái bệnh nhân là nữ giới và có tuổi. Trường hợp không sử dụng được thuốc sẽ sử dụng bằng các cái phương pháp không dùng thuốc và giai đoạn cấp thì sẽ sử dụng là châm cứu và xoa bóp bấm huyệt. Đấy, sau đấy để duy trì tác dụng thì em sẽ sử dụng là phương pháp cây chỉ.
Một số trường hợp mà chúng ta không thể dùng thuốc mất ngủ được bởi vì chức năng gan thận người ta kém ấy, giờ chúng ta chống chỉ định thì mình có thể cấy chỉ để mất ngủ đúng không? Đó là một cái hướng để chúng ta, bởi vì nếu cái chất lượng cuộc sống những bệnh nhân mất ngủ rất là kém, để chúng ta điều trị bệnh chính vẫn phải để cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vâng, xin mời các bác sĩ ở các đầu cầu chúng ta có đặt câu hỏi cho báo cáo viên thì chúng ta có thể gửi sau. Thế thì chúng ta để tiếp nối cái chương trình của chương trình Telehealth ngày hôm nay. Thì thứ nhất là tôi xin giả soát lại chương trình Telehealth ngày 29 tháng 4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã có chưa ạ?